Tương truyền rằng đây là một tấm gương thần, khi nhìn vào gương thì sẽ hiện lên ước mơ lớn nhất của mỗi người. Người đầu tiên là G, nhìn vào thì hiện ra một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Người thứ hai là P, nhìn vào thì có phần đơn giản hơn, gương hiện ra củ khoai dài 20 cm. Và người thứ ba là Y, không làm khán giả thất vọng, khi nhìn vào gương liền hiện ra 7 đạo open field chuẩn meta. Vậy thì chào mừng anh em đã quay trở lại Blog GPI. Hôm nay chúng ta cùng review một tài khoản open field bá đạo với những đạo quân chuẩn meta sách giáo khoa. Không chần chừ nữa, chúng ta bắt đầu video ngay nào. Ây chà, vừa vào Kinh Doom là đã thấy chỉ dấu Welcome GPI đến với 3165 rồi. Thật là hân hạnh, cảm ơn anh em nhé. Tài khoản được lên TV ngày hôm nay đến từ Kinh Doom 3156 với cái tên đó là Trà Đá VNN. Và cũng đang là vua ở Kinh Doom này. Nghe cái tên Trà Đá là mình liên tưởng ngay đến mấy ông Tây ở Hồ Chiêu, xong rồi rủ nhau chiêu ở Hồ Tây. Hiện tại thì góc trên bên phải đang là 18 tỷ tài nguyên và nửa triệu game. Ở đây chúng ta sẽ gọi là nửa triệu game thay vì 500.000 game, bởi vì nửa triệu game đọc nó sang cái mồm anh em ạ. Tiếp theo đến thông tin cá nhân thì tài khoản này đang ở Liên Minh 56IC, tức là 56 Incoming. Đây là 56 đang đến, còn nếu mà 56 đã đến thì chúng ta có 56 da đen anh em nhé. Sức mạnh hiện tại của tài khoản này đang là 173 triệu, điểm tiêu diệt là 23 tỷ 4, mở được 5 hồng đồ KVK và đã win 55/80 lần trước dân thần Osiris. Ở phần thông tin thêm của tài khoản này thì đã từng sở hữu mốc là 265 triệu sức mạnh. Số quân lính đã đi bán muối là 132 triệu. Như vậy tài khoản này sẽ rất hứa hẹn ở đây và rất là chiến anh em ạ. Tiếp theo đến bộ sưu tập chủ đề thành phố, ở dưới đi lên cho nó phong cách. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có chùa Mạt Hỷ Thiên Bội. Nhà này cộng máu nên là khá ngon với ki cung thủ. Kẻ thù mà gặp cái quả nhà này chỉ có nước là trốn vào góc niệm Phật thôi. Tiếp theo là Anh Long, trường thuyền chiến ca. Nhà này vẫn là nhà mạnh nhất hiện tại với 12% tấn công, tương thích với các chỉ số tấn công từ trang bị, vũ trang và công nghệ pha lê. Sau đó là nhà chiến ý Hoa Sen. Nhà này là đỉnh cao của anh em kỵ binh rồi, vừa mạnh vừa đẹp vừa sáng sủa, còn tối thì vào hang khóc thầm lấp ló. Sau đó là cái tên cực kỳ sang trọng là Vương Miện Vinh Quang. Nhà này thì cộng phòng thủ cho bộ binh, kế đó là hai nhà máu kỵ và cung, lần lượt là tu viện Mech và pháo đài Amber. Có luôn nhà Babylon tăng 10% tấn công bộ và kết thúc bằng quả nhà KVK1 quốc dân, dễ chơi dễ trúng thưởng. Tài khoản này có khá nhiều chủ đề thành phố và điểm nhấn là có hết mấy chủ đề thành phố hot hit hiện tại. Bước vào túi đồ, ở phần tài nguyên thì chúng ta có 64.000 xu mở giải và 5 xu trừng phạt ở đây. Điểm VIP gọi là bao la Sahara luôn. Up VIP 19 thoải mái, rất nhiều đá quý ở đây. Như này thì có thể gọi là bậc thầy đào mỏ chưa anh em nhỉ? Pha lê thì cũng có rất nhiều. Cuối mùa quy đổi được khá xu quý rồi. Chốt hạ cái chỗ này là 38 dương pha lê cho bốt chinh chiến mùa sau. Về tăng tốc thì tăng tốc huấn luyện còn xương xương, cơ mà tăng tốc chung thì rơi vào đâu đó khoảng 2.900 ngày, tương đương với 8 năm. Tất nhiên là con số này mình bấm tính là ra rồi. Tăng mạnh thì chúng ta có 85 cái mở rộng quân đội để bốt lấy thịt đều người, vật phẩm chiến tranh cũng nhiều. Mục thiết bị thì bốt cũng tàn trữ khá nhiều dương vật liệu ở đây. Liệu có phải là một set đồ công trình hay không? Người tà đạo thường có suy nghĩ táo bạo. Trang bị thì rất nhiều talent, chút nữa thì chúng ta xem sau nhé. Vũ trang thì bốt có 3 viên đá tẩy luyện và một cái vật phẩm chuyển minh văn huyền thoại rất là xịn sò ở đây. Đến một các vật phẩm khác thì bốt đang có 300 đô ở đây, tương ứng với 3 cái dương vàng, sẵn sàng xả vào mặt anh em bất cứ lúc nào. Tò mò lật vào niên giám 2024 thì mình phát hiện ra bốt đã tiêu mất 6 triệu game rồi. Và đây rồi, chúng ta sẽ đến với tiết mục chính. Đại tướng mạnh nhất đó là Ngọa Long Tiên Sinh Gia Cát Lượng, với cây quạt 3 tiêu trên tay kết liễu kẻ thù chỉ với 3 chiêu. Set đồ đang mặc là 8/8 món có talent. Chỗ này là chủ yếu set lẻ, và set lẻ thì chỉ số cao mất ngay, nên là sát thương gây ra cũng không phải dạng vừa. Mặt nạ tổ tiên này để giúp cho kẻ thù đi gặp ông bà tổ tiên đây, cái này chắc luôn em ạ. Bắp thêm rất nhiều chỉ số tấn công mà. Biểu trưng thì cũng level 2, level 3, riêng cái găng tay quất luôn level 5 cho chất. Vũ trang thì ôi thôi xong, quá xuất sắc anh em ạ. 3 minh văn huyền thoại sáng lóa kết hợp với một minh văn hiếm là gom lửa gây thêm 40% sát thương kỹ năng nữa. Chỉ số loanh quanh 25% cộng thêm 3.2% mọi thiệt hại. Vậy là chỉ số vượt ngưỡng 30% rồi. Bộ vũ trang gọi là quá chất lượng. Không phải hiếu thứ hai mà là mạnh thứ hai, gọi tên William Wallace. Set đồ được trang bị cũng là 8/8 món talent. Set này thì có món trong set đế chế để kích mốc 2 tăng phòng thủ. Biểu trưng thì cũng giống Gia Cát Lượng, riêng có quần level 5 và mũ level 4. Vũ trang của Wallace tuy không có minh văn huyền thoại nhưng mà bộ chỉ số cực kỳ chất lượng với hơn 30% chỉ số, trong đó có tới 13% chỉ số máu, chỉ số mà bộ binh rất cần trong giao tranh. Thảm sát thì tăng sát thương thường, tàn bạo tăng tấn công, ẩu đả tăng sát thương vật kích, cuối cùng là tinh nhuệ gây thêm 100 sát thương nữa. Bộ này thì tăng rất nhiều sát thương, giúp sát thương trừng phạt của William Wallace ngày càng lợi hại. Tiếp theo là anh ba Hoắc Khứ Bệnh cũng không kém phần long trọng, dùng một set 8/8 một talent. Set này là set địa ngục gọi full luôn. Hoắc Khứ Bệnh mặc set này thì có khác gì người âm phủ ngày ngủ đêm bay đâu. Biểu trưng thì cũng loanh quanh level 1, level 2, cơ mà như này là khỏe khoắn lắm rồi anh em ạ.
Về vũ trang của Hoắc Khứ Bệnh thì tiếp tục là một bộ vũ trang sạch sẽ với hơn 30% chỉ số, có thợ săn có đại sát thương kỹ năng, có thù hận tăng nộ, dũng cảm tăng sát thương phản kích, tránh né giảm sát thương và chiến đấu tăng sát thương thường. Tiếp theo đó là Asu, đứng thứ tư nhưng mà trang bị lại rất là thốn. Một set 8/8 món với rất nhiều biểu trưng level 5. Vũ khí và dao này mà lên level 5 thì đúng là một set biểu trưng full level 5 rồi. Set này mà rally thì thứ gì mà chịu nổi. Bản vẽ thì cũng gần như đầy đủ để boss đập vào một phát nữa. Biểu trưng bốc level 5 thì tăng cũng rất nhiều sát thương. Chắc chắn rồi, kiểu gì boss cũng phải lên cho bằng được. Dao thì KVK sau đổi trong shop. Nick này mà lên đủ bộ biểu trưng level 5 thì đúng thành hậu nghệ có dâu luôn anh em ạ. Bắn một phát là tan nát hệ mặt trời luôn. Nhưng mà anh em đừng lo, bên trong hệ mặt trời vẫn còn đó GPI shop, nơi cung cấp dịch vụ trung gian mua bán tài khoản an toàn và uy tín nhất đa vũ trụ. Chi tiết hơn thì liên hệ mình theo thông tin ở phần đầu kênh nhé. Tiếp tục video thì chúng ta đến với set vũ trang của Asu. Nhìn chung thì cũng tốt nhưng không bằng Zakat lượng. Khi nào cần rally thì chắc là bốt chuyển đổi sau. Set này thì tính cả thiệt hại thì cũng trên 30% chỉ số. Cuồng chiến tăng nộ, chống địch là tăng kháng sát thương thường và trừng phạt là tăng thêm 1% sát thương thường nữa. Tiếp theo vẫn còn đó là Bodhika, đây là set cung thứ 3 rồi. Vậy là bốt trả đá là người chơi hệ cầm cung là cái chắc anh em ạ. Set này đang có 7/8 món talent. Set này thì hơi lẻ khi có 3 món hàm rồng và 3 món lẻ. Vũ trang thì vẫn rất tròn trịa, không rau dưa, sạch đẹp với hơn 20% chỉ số. Chỉ số cơ bản không được cao như mấy bộ trước, nhưng bù lại thì có thêm 4 cái minh văn này thì cũng tương đối mạnh mẽ rồi. Chưa hết, bot vẫn còn có thêm Nesky, set này là 6/8 món talent. Set này bot chơi toàn đồ lẻ thôi nên chỉ số rất cao, công thủ toàn diện. Trang sức thì bot đang sử dụng là lưới Mora và nhẫn. Vũ trang của Nesky thì khoảng 23% chỉ số cơ bản. Thảm sát tăng sát thương thường, ẩu đá tăng sát thương kỹ năng và sát thương phản công. Kim loại tăng phòng thủ, vệ binh giảm sát thương và cứng cựa tăng máu cũng rất ok anh em ạ. Chỉ số là bắc thêm kha khá từ đống minh văn này rồi. Quan Vũ thì là vị tướng thứ 7 với set đồ là 4/8 món talent và set này cũng là 2 món đế chế. Các món còn lại thì là món lẻ, nhẫn và sừng để tối ưu hóa sát thương và hồi nộ. Vũ trang thì cũng trên 25% chỉ số tính cả thiệt hại. Bonus thêm là sôi máu và gom lửa để gây thêm sát thương. Tiếp đến là Chai Gian đầu trâu mặt gấu thì cũng được bot tin dùng khi giao cho hắn ở một set là 6/8 món. Set này là set lãnh đạo đời đầu khi mà các món trong này thường là các món bộ binh lấy talent của lãnh đạo. Vũ trang đang là đội hình ô vuông, chỉ số cũng không quá cao, thiên về bộ binh là chủ yếu. Cơ mà set đồ này đánh hẻm núi thì quá chi là tuyệt vời rồi. Vẫn còn đó là CPOA, cũng có vũ trang loanh quanh là 23-24% chỉ số, có thêm danh ma và khát chiến nữa. Bot cũng tin tưởng Attila và giao cho hắn một set vũ trang hơn 20% chỉ số. Mấy set này thì cơ bản thôi và không có quá nhiều điều đặc biệt. Zeno vũ trang cũng tương tự, tuy nhiên là thiệt hại lại khá cao. Cuối cùng là Hera, thủ lĩnh của tứ đại thiên vương mà mình kể trên, những kẻ chỉ có vũ trang chứ không có đồ. Vũ trang thì rất cân bằng, gia vị vừa đủ, tạo nên một bát cháo lòng đầy đủ hương vị. Đẹp tí nữa là bỏ dòng tốc độ farm đi là trở thành gọi là thần giữ cửa đáng tin cậy luôn. Chi tiết tướng thì bot đã mắc khá nhiều, mắc gần hết tướng bộ thiếu mỗi Sargon và Pyhurt. Sargon thì 5550 rồi. Tượng bot cũng còn đâu đó là 558 tượng. Với dàn tướng vai u thì bắp này thì bot làm key thoải mái luôn. Đồn trú bằng Gogo Hera, rally bằng CPOA với Bakan hoặc là Taric hoặc là Lưu Triệt, Warlock đều ổn cả. Cung thủ là con cưng thế nên là bot đã mắc luôn vị tướng cung thủ mới nhất đó là Saza. Ở dưới thì có Thotmot và Dido chưa mắc thôi. Con này thì bot chờ MGE mắc từ từ cũng được cho đủ bộ sưu tầm. Còn tướng key mới bot mắc luôn thì dàn tướng cung của nick này kết hợp với set đồ biểu trưng thế kia thì đúng là vô địch chiến thần rồi. Kỵ binh thì bot cũng giữ cho số lượng tướng chưa mắc ở số 2, có mỗi báo thủ Bailey và Eleanor là bot chưa mắc thôi. Còn tướng công trình mà mình tin là bot sẽ có ý định dấn thân vào thì lại chẳng có hy vọng gì cả, bot gọi là không quan tâm luôn. Lãnh đạo ít người chơi thế mà bot cũng mắc gần hết và còn 5 tướng chưa mắc thôi. Mấy con lãnh đạo ngon lành như là Hera, Chai Gian, Ji Sung Shin, Honda bot đều mắc cả. Giờ đến với phần ghép cặp đánh Owen Field của bot nha. Xung phong đi đầu là ra các lượng Herman. Cặp cung này thì đánh phiêu mạnh nhất trong dàn cung thủ rồi, sát thương lớn kèm với sát thương diện rộng quá nguy hiểm. Tuy nhiên thì tốc độ của cặp này không quá cao nên bot để khe số 1 quá là hợp tình hợp lý rồi. Cặp số 2 là anh em cây khế Asu và Nebu. Cặp này có sát thương đầu ra tốt, có sát thương diện rộng và khả năng dồn sát thương một mục tiêu cũng kinh khủng. Tiếp theo cặp số 3 là Bodhika và Saza. Cặp này thì châu bò có thể tanh được, kiêm đi bắp mới lại bắp các thứ. Sau đó lần lượt là hai cặp bộ và hai cặp kỵ điển hình đó là Warlock Lưu Triệt, Quan Vũ CPO và Hoắc Khứ Bệnh Juan P với Nesky William. Khe cuối cùng thì bot đang để cặp đồn trú là Gogo Hera. Nick này build các đạo meta gọi là cực kỳ chuẩn chỉ. Thiếu một mảnh ghép nữa là Bailey, mà Bailey thì cũng không có quá nhiều đột biến khi đánh đồng, chỉ khác là khi bot swarm cờ hay là swarm pháo đài thôi. Ngoài ra thì chúng ta xem luôn cái tường thành thì bot đang thủ nhà bằng Gogo Hera, cũng là đạo thứ 8 mà chúng ta vừa xem. Hẻm núi thì bot đang ở top 4. Bot đúng kiểu thà top 4 còn hơn top 3.
Đội hình ở đây thì mình nghĩ nếu mà muốn top 1, bot nên đổi đồ và ghép cặp cho Lưu Triệt đi với Constantine. Ông top 1 này thì mình không đánh giá cao, chắc là ăn hên thôi. Còn ông top 2 đây mới là nhân tố nguy hiểm này. Có Lưu Triệt, Constantine như mình nói. Và nếu có thêm Hoắc Khứ Bệnh nữa thì lại càng mạnh. Để mình ví dụ rõ hơn vào tinh chỉnh đội hình luôn cho dễ nhá. Chọn Lưu Triệt Constantine thay vì Warlock Lưu Triệt. Nếu mà lúc đánh thì bot nên đổi đồ. Còn ở đây thì mình chỉ minh họa thôi. Cái thêm một đơn vị bao vây vào cho đội quân này chạy chậm lại, từ đó thì đỡ va vào địch sớm hơn, mất nhịp ra nộ các thứ. Các đạo còn lại thì bốc cũng cho thêm một đơn vị quân bao vây, khá là chuẩn trích chuẩn ló rồi. Tiếp theo chúng ta nhìn qua cái thông tin của cụm KVK này, thì liên minh này đang là liên minh 56 IC, đang top 19 về sức mạnh với 5 tỷ sức mạnh. Đơn giản thì đây là Kingdom CC rồi. Kỹ năng liên minh là khoảng 80 tỷ, Kingdom rất nhẹ nhàng cho anh em thích đánh kiểu vừa chill chill, vừa nghỉ ngơi mà không quá căng thẳng. Ngoài ra thì Kingdom cũng vừa chiến thắng và lụm ngôi sao anh em ạ. Bot đang muốn tuyển 6 đến 7 anh em Việt Nam gì đó máu chiến. Kill point tầm đâu đó là 4 tỷ. Khi anh em về thì bot có thể phân chia MGE, Dương Vàng, Dương Vương Quốc bot phát cho hàng tuần, rồi Dương Vàng bot xả cho ngập mặt. Anh em nào muốn ứng tuyển thì có thể liên hệ dàn giờ 4 ở đây. Xung quanh toàn là trà thôi anh em nhá. Anh em ở đây thì tỉnh bằng trà nên là anh em chỉ cần trả bằng tình thế là đủ. Còn cần cái gì nữa đâu, tài nguyên các thứ là bot lo được. Tiết lộ thêm thì bot trà đá có tận 5 tài khoản như này, trong đó có một tài khoản đến 40 tỷ kill. Quá chất lượng anh em ạ, đội quân một người là đây chứ đâu. Anh em còn chờ trừ gì nữa, nộp đơn ngay thôi. Về nhiều có khi bot hứng lên bot luôn cả 5 tài khoản về, gọi build Kingdom gọi là kinh khủng đấy. Tới đây thì video review tài khoản của bot trà đá cũng là chuyên mục tuyển quân cũng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn muốn mình review thêm các tài khoản khác hay ho nữa thì cứ tự nhiên mà liên hệ mình theo thông tin ở phần đầu kênh nhá. Còn bây giờ mình là Bình Tĩnh, xin chào và hẹn gặp lại.